Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Láo tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Sau gần 2 tháng thi công, với sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng sự ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xã Hòa Liên, công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Nhà tình nghĩa được xây dựng theo công trình nhà cấp 4, tổng diện tích móng nhà gần 40m², với tổng kinh phí xây dựng là gần 87 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đà Nẵng vận động hàng năm là 80 triệu đồng. Bản thân mẹ dành dụm tiết kiệm cùng đóng góp sửa nhà là 7 triệu đồng. Cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là các đơn vị mà hỗ trợ cho phụng dưỡng mẹ. Thì đến hôm nay là cũng hoàn thành cái nhà để cho mẹ ở xa này để có cái chỗ mà mình thờ cúng ông bà. Bộ Chỉ huy Quân sự với những cái tấm lòng của quan tâm hỗ trợ từ các chiến sĩ cũng như các cái đồng chí trong chỉ huy thì cũng đã quan tâm quyên góp hỗ trợ ở đây là cho mẹ Lố là 80 triệu để mà hỗ trợ cho mẹ để sửa sang là có một cái mái nhà để ấm ốp để mẹ trong tiếp tục cái sinh hoạt của mẹ trong thời gian đến. Nhận nhà mới, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Láo rất xúc động, vui mừng khi được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.